Xin chào mọi người, trong tập trước, Vân Lâm tổng dốc toàn diện truy nã Tiểu Viêm trong Ma Thú Sơn Mạch. Tiểu Viêm tạm thời ẩn nấp trong một hang động, sau đó đột phá tới Tam Tinh Đại Đấu Sư. Cũng dưới sự chỉ đạo của Dược Lão tìm hiểu ra bí pháp chiến đấu vượt cấp Thiên Hoa Tam Huyền Biến. Sau khi hai sư đồ định hướng dự định tương lai, Tiểu Viêm chuẩn bị khởi hành rời khỏi Sa Mã Đế Quốc. Vậy nhưng trước khi kịp làm điều này thì tung tích đã bị bại lộ, buộc phải tìm cách thoát thân. Mở đầu tập 12 là khung cảnh khác, cuộc họp của các đại gia tộc trong Sa Mã Đế Quốc. Có vẻ như Gia Hình Thiên đang kêu gọi các thế lực ủng hộ hoàng thất của lão. Sự lợi hại của Vân Sơn đã rất rõ ràng, cả đám ở đây đều không thể phủ nhận. Mộc Gia sau một hồi suy nghĩ liền đồng ý hỗ trợ, bọn họ vẫn sẽ hoàn toàn hiệu chung với hoàng thất như trước. Có vẻ ý của hoàng thất là chạy theo phe của Vân Lâm Tông. Tuy nhiên, hai ba đồng lại có ý kiến khác. Chẳng lẽ mọi người đã quên ân tình Tiêu Viêm trợ giúp Gia Mã Đế Quốc đối kháng xuất Vân Đế Quốc? Gia Hình Thiên nghe vậy liền đáp lời, tiểu tử đó tiềm lực đúng là rất sâu, lôi kéo được thì đúng là có lợi cho đế quốc. Vậy nhưng bây giờ nếu bọn họ xuất thủ ngăn cản Vân Lâm Tông để thải cho Tiêu Viêm rời đi, vậy thì cũng tương đương với việc trực tiếp chống đối lại Vân Lâm Tông. Mà khi đó, quan hệ giữa bọn họ sẽ không thể điều hòa, dù sao Tiêu Viêm cần thời gian trưởng thành nhất định. Hai ba đồng nghe xong liền có vẻ không thoải mái, Vân Sơn xưa này không phải là người mang danh lợi, cho dù mọi người liên tục nhường nhịn thì dã tâm của hắn rốt cuộc sẽ lộ ra. Gia Hình Thiên lần nữa bác bỏ, mọi việc vẫn nên nhìn xa hơn, phải cân nhắc lợi ích của Gia Mã Đế Quốc, tuy rằng như vậy sẽ vứt bỏ một số ít nhân tình thế cố. Còn chưa nói xong thì hai ba đồng đã ngắt lời. Theo lão thấy, Gia Hình Thiên cân nhắc cũng không phải lợi ích của Gia Mã Đế Quốc, mà là tương lai hoàng thất có thể vững chắc hay không. Nói xong, lão lập tức đứng dậy quay xe rời đi. Về phía Tiêu Viêm, bản thân hắn đang bị ba tên trưởng lão của Vân Lâm Tông bám đuôi. Thực lực bọn họ cao hơn các đệ tử khác, cho nên cảm ứng dấu vết năng lượng trong cơ thể Tiêu Viêm mạnh hơn người thường. Hơn nữa, khu vực này cũng không có ma thú quá cao cấp. Có ba tên trưởng lão kia dùng khí thế áp chế xua đuổi ma thú, đám đệ tử Vân Lâm Tông có cơ hội lục soát. May mắn là phạm vi bọn họ tìm kiếm vẫn còn rất rộng, muốn rời khỏi Gia Mã Đế Quốc cũng không khó, chỉ cần tránh vị trí của ba lão già là được. Vừa nói tới đây thì phía trước mặt đã có mai phục, có lời nhắc nhở nên hắn dễ dàng né chiều, vậy nhưng thân thể còn chưa kịp hạ xuống đất đã bị rất nhiều người lao tới tấn công. Trên tay đều mang theo vũ khí sắc nhọn, hiển nhiên bọn chúng định xiên nam chính mấy nhát. Tiêu Viêm tất nhiên sẽ không để cho đám người kia được như ý nguyện, thân thể thoát ẩn thoát hiện hạ gục từng tên trước khi bọn chúng kịp phản ứng. Mặc dù hắn chỉ đẩy lùi đám đệ tử, cũng không có ý định giết người, thậm chí còn cứu mạng một tên đệ tử. Vậy nhưng sau khi Tiêu Viêm rời đi, tên đệ tử kia vẫn lấy pháo ra nổ báo hiệu, rất nhanh đám người khác cũng chạy tới. Biết mọi chuyện không ổn rồi, Tiêu Viêm tức tốc chạy đi. Dược lão nhận ra vấn đề, mặc dù đã bị lộ hành tung, vậy nhưng đám đệ tử lại không có ý tiếp cận mà chỉ bám đuôi theo sau. Hiển nhiên là bọn chúng đang chờ ba tên trưởng lão tới đối phó, Tiêu Viêm chỉ còn cách tạm thời ẩn nấp, chờ đợi sau khi trời tối sẽ xông phá vòng vây. Tuy biết tiểu tử đáng hận đó đang ở khu vực quanh đây, vậy nhưng Vân Lôi trưởng lão lại không có chút gì gọi là sốt ruột. Tất cả mọi người không được tấn công mà chỉ duy trì trạng thái bảo vệ. Tiểu Viêm cũng nhận ra vấn đề, hắn càng thấy kỳ quái. Đợi tới khi trời tối, mặc kệ đám này đang âm mưu gì thì cũng phải hành động. Tuy nhiên đúng lúc đó, một cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện, người tới là Vân Vân. Hiển nhiên bọn chúng chưa hành động là vì đang chờ viện binh. Dù vết năng lượng trên người Tiểu Viêm dù có áp chế như thế nào cũng không thể chạy khỏi cảm ứng công pháp của các đời tông chủ. Vân Vân sau thoáng chốc suy nghĩ đành phải làm như vậy, lúc này đã không còn cách nào khác nữa rồi. Nàng khẽ giơ tay, ngay lập tức một cột sáng liền hiện ra. Hiển nhiên cột sáng đó phát ra từ vị trí của Tiêu Viêm. Đám trưởng lão thấy vậy liền hạ lệnh cho đội phi hành hành động. Cả đám ồ ạt lao tới chỗ Tiêu Viêm, số lượng phải nói là quá đông. Tiêu Viêm sau một chút đứng nhìn Vân Vân cũng chẳng cách bỏ chạy, vừa chạy vừa không ngừng đánh địch. Tuy rằng hạ được vài tên vậy nhưng với số lượng này, nếu cố gắng tiếp tục chống đỡ, kết quả sớm muộn cũng chết vì kiệt sức. Hiện tại chỉ cần chúng đỡ câu rời cho Dược lão đem dấu vết năng lượng trên người áp chế mà thôi. Nhân cơ hội bọn chúng lao tới, Tiêu Viêm nhanh trí đánh bại từng người rồi lao lên ma thú phi hành bỏ chạy. Tuy nhiên chạy chưa được bao xa thì kế hoạch đã bị thất thủ, bọn chúng dùng ma thú đánh chặn buộc hắn phải rơi xuống đất và lại tiếp tục bỏ chạy. Nãy giờ lợi dụng rừng rậm để luồn lách, vậy nhưng sau cùng vẫn không có tác dụng, vậy nên hắn đành phải chuyển sang cách khác là phi hành lao lên bầu trời. Vân Lôi thấy vậy đắc ý, dường như lão đang chờ đợi khoảnh khắc này. Nói rồi ba lão già cũng đồng thủ, tốc độ của Tử Vân Dực không thể so sánh bằng đấu khí hóa dực thực sự nên khoảng cách dần dần bị rút ngắn. Dường như Vân Lôi không chịu được xúc động nữa, lão bộc phát thực lực, bay tới đâu, sấm sét phát nổ tới đó. Cánh tay cũng không quên chuẩn bị tung trưởng. Tuy nhiên đúng lúc này, Dực lão biết tình hình không ổn nên chuyển sức mạnh cho Tiêu Viêm, cứ giải quyết vấn đề trước mắt rồi tính sau. Ngay khi có sự hỗ trợ, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt, ba tên trưởng lão giật mình, nếu còn giữ sức nữa, để cho tiểu tử đó chạy thoát thì còn mặt mũi nào làm trưởng lão nữa. Lời vừa nói xong, cả ba cũng tăng tốc lao vút đi. Nếu cứ duy trì trạng thái như thế này, kết cục của Dược lão e rằng sẽ không ổn chút nào, mà đám trưởng lão bên kia cũng vô cùng sốt ruột. Hắn đem chuyện tối hôm đó đến Tiêu gia nói ra, cũng thú nhận rằng cả lão và Vân Thịnh đều có mặt,
Những điều này nhằm mục đích khiến Tiêu Viêm mất kiểm soát. Tiêu Viêm nghe xong định quay lại đấm cho ba tên kia một trận, vậy nhưng nhận sai chạy vẫn là thượng sách nên đã không có màn quay xe nào. Hắn đề nghị Dược Lão rút lực lượng linh hồn trở lại, Dược Lão làm theo. Không có lão sư hỗ trợ, tốc độ của hắn hoàn toàn thua xa mấy người kia, cho nên phải lao xuống bên dưới nhằm lợi dụng địa hình hiểm trở. Dù có làm cách nào đi chăng nữa thì chênh lệch thực lực vẫn là quá nhiều. Dưới sự công kích của ba tên, Tiêu Viêm phải lăn người qua trái rồi lại qua phải né tránh, vậy nhưng chạy đầu cho tắt nắng, cuối cùng cũng bị dính chuồng phải dừng lại. Tiêu Viêm chật vật đứng lên, Vân Lôi thấy vậy đắc chí, lão rút kiếm định xẻ thịt Tiêu Viêm. Đúng lúc bọn chúng lao lên thì bất ngờ một đàn thú lao qua, có vẻ như đàn thú này là do Thất Thải Thuần Thiên Mãng triệu hồi. Tiêu Viêm nhân cơ hội đó sử dụng ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến trọng thứ nhất. Ngay khi bí kỹ được sử dụng, toàn bộ thân thể đều bốc lửa kịch liệt, động tĩnh lớn khiến Vân Lôi phải quay người nhìn qua. Và tới đây thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé!